Ngày 13 tháng 6, giờ địa phương tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Italia, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho biết lãnh đạo các nước thuộc nhóm G7 đã nhất trí với một thỏa thuận sơ bộ cung cấp khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, sử dụng khoản lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga. Phía Nga đã phản ứng về vấn đề này. Vấn đề sử dụng lãi có được từ tài sản của nga là tâm điểm trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ hai có sự tham gia của tổng thống ukraine volodymyr zelensky. 50 tỷ đô la này là tiền lãi có được từ số tài sản trị giá 300 tỷ đô la đang bị đóng băng. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận chính trị để cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung khoảng 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước thời điểm cuối năm nay. Đây không phải là tịch thu những tài sản này mà là về tiền lãi tích lũy theo thời gian. Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo nhóm G7 sẽ nhận được những đòn đáp trả vô cùng đau đớn sau khi đưa ra quyết định cho Ukraine vay bằng tiền lãi có được từ tài sản bị đóng băng của Nga. Người phát ngôn Maria Zakharova gọi thỏa thuận này là một sáng kiến bất hợp pháp, có nguy cơ làm mất cân bằng hoàn toàn hệ thống tài chính và tạo ra những cuộc khủng hoảng thảm khốc. Trong ngày làm việc cuối của Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần thứ 50, Trung Quốc sẽ là chủ đề bàn luận chính. Trong đó, giáo hoàng Francisco sẽ có lần xuất hiện mang tính lịch sử để thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI.